Wow, rất là cao luôn. Mình đang đi lại đây để mình cho các bạn xem cái dòng chữ này là ở viết cái gì mọi người nhá. Ê, mình sợ đất đá nó từ trên này nó rơi xuống đây. Không biết mọi người có ai dịch được cái dòng chữ này không? Đó, một cái miếu thờ, có lẽ là thờ thổ địa hoặc là thờ người canh gác cổng ở vị trí này. Có lẽ là mình sẽ thắp cho miếu một nhân hương mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Quân. Ngày hôm nay lại trong video đi khám phá các cái di tích, những cái gì bí ẩn. Và ngày hôm nay thì Quân đang có mặt tại phường Đông Hưng, thuộc thành phố Thanh Hóa mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tới khám phá và tham quan một cái di tích, một cái hiện tượng tự nhiên, đó là núi Vọng Phu tại thành phố Thanh Hóa mọi người nhé. Thì hiện tại bây giờ mình đang đứng ở chân ngọn núi rồi. Thế bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi khám phá núi Vọng Phu. Như các bạn biết đấy thì nhắc đến câu chuyện về núi Vọng Phu là nói về cái mối tình son sắc giữa một cặp đôi vợ chồng, sự người vợ có mối tình chung thủy đối với người chồng. Câu chuyện kể về núi Vọng Phu đó là ngày xưa tương truyền rằng có một chàng trai rất là đẹp trai và yêu một cô gái rất là nết na và hiền dịu, và họ đã kết hôn và lấy nhau sinh ra một bé gái. Sau khi sinh được một bé gái rồi thì giặc lại tràn sang xâm lấn bờ cõi nước ta. Lúc này chàng phải bỏ việc kinh thư, dùi mài kinh sách của bao nhiêu thời gian qua, và lên đường đi nhập ngũ, đi giành lại độc lập cho tổ quốc, cho dân tộc. Thì chàng đã hy sinh ngoài chiến trường. Ở nhà thì vợ tần tảo chờ mong chồng về và ôm Quân lên núi hướng về cái phía xa xăm của người chồng ra đi. Nó chờ mãi và út quá, và người mẹ và người Quân đã hóa thành đá. Và đó là cái câu chuyện được lưu truyền đến ngày hôm nay, ca ngợi một cái tình yêu thủy chung và son sắc của những cặp vợ chồng. Và ngày hôm nay thì Quân bây giờ hiện tại đang đứng ở đây, sắp tới cái ngọn núi Vọng Phu rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn từ xa để thấy được cái ngọn núi Vọng Phu nó như thế nào mọi người nhá. Mọi người có thể biết rằng là xa xa đấy là núi Vọng Phu. Chúng ta có thể nhìn rằng là nó rất là giống người, và một người mẹ đang ôm người con, đang nhìn về phía xa xa và nhìn về phía của người chồng đi đánh giặc đang chờ mòn mỏi mọi người. Mình nhìn thấy rằng là cái đường đi lên ngọn núi Vọng Phu rất là sạch sẽ, và cái phía dưới đây mọi người này là cái nơi mà người ta làm đá rất là nhiều. Đường đi thì có những các cái dãy phi lao mọi người. Mình nghĩ rằng là cái phong cảnh thiên nhiên ở đây nó cũng rất là đẹp, và những cái hòn đá nhìn rất là hình thù và kỳ bí mọi người. Để nói rằng là một mình hôm nay lên đây thì không có người lên trên này mọi người. Đứng ở trên này thì mọi người có thể nhìn thấy được thành phố Thanh Hóa từ trên cao, rất là đẹp. Cái khoảng cách từ trên này thì nó rất là mát mẻ mọi người. Mình đã đi sắp tới núi Vọng Phu rồi mọi người này. Wow, mình nhìn thấy ở như cái chỗ này này, đất đá nó rải rất là nhỏ. Có thể là người ta đang làm một cái đường để lên núi Vọng Phu đó mọi người. Phải nói rằng là khi chúng ta làm được cái đường núi Vọng Phu lên núi Vọng Phu này cũng rất là kỳ công mọi người nhé. Ui, mọi người nhìn thấy này. Nhìn xa thì rất là giống, không biết là nhìn gần nó có được như lúc này mình đang nhìn ở phía dưới này không mọi người. Mọi người nhìn thấy rất là đẹp. Đó là thành phố đấy mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình lên núi Vọng Phu. Wow, nó rất là nhiều đường ở vị trí này. Không biết là ta sẽ theo con đường nào để lên cho dễ nhất mọi người. Giờ mình cứ theo con đường này mọi người nhé. Bây giờ là trời cũng tầm hơn 4 giờ rồi mọi người.
Trời bắt đầu tối rồi. Ôi, cũng rất là cao đấy mọi người. Ui. Cũng lâu ngày mình không leo núi đấy mọi người. Cảm giác rất là mệt. Mệt quá mọi người. Phải nghỉ giải lao một chút mọi người ạ. Sắp tới núi Vòng Phu rồi mọi người. Đấy, đây là núi Vòng Phu đây mọi người. Ở đây đoạn này nó sẽ thoải bằng hơn. Ở phía trước này có một cái miếu thờ, có lẽ là thờ thổ địa hoặc là thờ người canh gác cổng ở vị trí này. Có lẽ là mình sẽ thắp cho miếu một nén hương mọi người nhé. Ở đây mọi người, mình đã thắp cho miếu một cái nhánh hương mọi người. Ở đây có một cái chuông mọi người, một lon bia, có lẽ là các cụ mới vừa lên thắp hương cho các thần linh ở đây mọi người. Chúng ta lại tiếp tục hành trình lên núi Vọng Phu. Mình đã lên được đến núi Vọng Phu rồi. Một quãng đường khá là xa. Đấy, đứng trên này mọi người có nhìn thấy không? Ở dưới là đồng bằng. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Mình nhìn thấy ở cái phía dưới này này vẫn có một cái chùa thờ thì phải mọi người nhá. Thờ các vị Phật. Đây mọi người. Trên này là đây, ngọn núi này là núi Vọng Phu đấy mọi người. Ở bên này thì có các một cái nơi thờ Phật mọi người. Trên này có thờ một vị Phật mọi người nè. Đây là thờ vị Phật Quan Âm Bồ Tát mọi người. Đứng trên này quả thật thì nói rằng là cái phong cảnh nó rất là đẹp và rất là tuyệt vời mọi người. Khi chúng ta lại gần thì chúng ta nhìn nó ở cái phía dưới này thì cũng rất là giống mọi người. Một người mẹ đang ôm người con. Rất giống luôn mọi người nhé. Mình nghĩ rằng là cái ngọn núi kia, cái mặt rất là giống luôn mọi người. Tựa như một cái hình người luôn. Mình đã lên được đến đỉnh núi rồi mọi người. Ở trước đây có một cái bàn thờ ngoài trời. Ở đây có những cái bát hương
rất là cổ luôn mọi người nhé. Đó, cổ rất là ngày xưa luôn và rất là huyền bí. Đây mọi người, đây chính là núi Vọng Phu. Chúng ta đứng lại gần chúng ta nhìn thì vẫn có một cái dấu hiệu gì đấy cũng rất là giống so với khi chúng ta nhìn từ xa mọi người. Mình nhìn thấy ở cái phía đường kia có in những cái dòng chữ mà mình không hiểu là in những cái gì. Ở đây thì chắc có lẽ là cái nơi thờ, nhưng mà mọi người đã khóa cửa cho mọi người. Đây, cho mọi người có thể xem cái vị trí này, cái dòng chữ này. Không biết là viết dòng chữ gì, mình cũng không được rõ lắm mọi người nhé. Đang đi khám phá một vòng. Ôi, nhìn nó rất là sừng sững luôn. Không biết là có bị đổ không, chắc chắn là không bao giờ đổ rồi. Bởi vì nó trải qua hàng rất là nhiều năm, hàng nghìn năm lịch sử như vậy, nhưng mà hoạn núi này vẫn đứng hiên ngang mọi người. Wow, rất là cao luôn. Mình đang đi lại đây để mình cho các bạn xem cái dòng chữ này là viết cái gì mọi người nhé. Ôi, mình sợ đất đá nó từ trên này nó rơi xuống. Đây, không biết mọi người có ai dịch được cái dòng chữ này không. Đó, rất là cao sừng sững luôn. Đó, có mọi người không biết ai có thể ai dịch được cái dòng chữ này không. Đó, mình chạy sang bên phía này. Đó, mọi người đứng trên này rất là cao. Khi chúng ta nhìn xuống ở dưới thành phố thì cảm giác rất là đẹp. Hôm nay mình lên trên này là không có ai lên trên này hết mọi người. Đó, rất là đẹp luôn mọi người nhé. Mình sẽ sang cái khu vực này xem. Có thể nói rằng là một trong những cái núi Vọng Phu trên đất nước Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều. Nhưng mình nghĩ rằng là núi Vọng Phu ở Thanh Hóa này, mình nghĩ rằng nó còn khá là nguyên vẹn và không bị hư hỏng đấy mọi người, không bị tác động của con người đấy. Đây, ở đây mình nhìn thấy rằng là có tới 4 cái ngọn núi cao sừng sững. Ngọn núi bên này này có cao khoảng tầm 20 mét mọi người. Ở đây dựa, ở đây cũng tầm 5 mét, bên kia cũng 20 mét, và có 4 hòn đá này nó cao sừng sững lên. Nhìn thì có lẽ là nó có thể rất là dễ bị đổ, nhưng mà mình nghĩ là không bao giờ mọi người nhé, bởi vì là tạo hóa ra thiên nhiên rồi thì nó vẫn đứng vững theo thời gian. Chỉ trong trường hợp là bị tác động của con người thì thiên nhiên nó mới bị phá hủy mọi người. Wow, trên này lại càng tuyệt đẹp mọi người này. Mọi người nhìn thấy không, quá tuyệt luôn. Đấy, có lá cờ Tổ quốc bên kia mọi người. Rất là đẹp luôn. Trên này nó một cái gió mát rất là nhẹ nhàng. Đây là đứng đường chân sau mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Wow, mà nhìn thấy rằng là cái núi đá này á có khắc rất là nhiều tên. Có lẽ là cũng rất là nhiều bạn đã trèo lên cái ngọn núi này rồi. Nhưng mình nghĩ là trèo lên ngọn núi này khá là nguy hiểm mọi người nhá. Có rất là nhiều bạn viết tên trong cái ngọn núi này. Vừa rồi mình mới vừa cho các bạn thấy ngọn núi Vọng Phu ở Thanh Hóa. Thì hôm nay thì Quân cũng đã chia sẻ với tất cả các bạn về núi Vọng Phu rồi. Có lẽ là bây giờ màn đêm bắt đầu chuẩn bị phủ xuống rồi. Quân sẽ tạm thời kết thúc cái video tại đây. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Quân nhé. Xin chào tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.